Xin chào mọi người, em đang ở bến sông. Đây thầy vô nè. Em đang ở bến sông để đi thả cá phóng xanh. Trời đang mưa quá, mọi người đang chuẩn bị lên tàu. Lên tàu này để đi ra giữa sông rồi mới thả cá phóng xanh nha. Và hôm nay thì còn trong vòng 49 ngày của ba đó, cho nên là em muốn phóng sanh để cầu siêu cho ba của mình. Đúng rồi. Ra mé sông á, nói người ta ra mé sông. Chạy ra mé sông mà tới à. Của Loan, của Quỳnh Loan, em gần đây chung chung góc luôn. Đó, thấy thấy cũng có màu vàng. Hai nằm ở đây đi, em gần đây với hai này đi nè. Của hai nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngoài kia. Trên á. Ờ. Hồi nãy là kiếm đó. Kiếm đó. Không biết đó. Mình đã phóng sanh xong rồi, bây giờ mình đang cập bến lên bờ trở lại. Quay im dập cho, dập cho Nguyên hết luôn. Mọi người mới từ nghe quay cái phóng sanh. Xong này xong Sài Gòn đúng không? Sài Gòn mới đi là đi về đó. Rồi rồi có người đỡ, có người đỡ. Lên mát. Đi tới cô hả? Nãy nãy lên sao xuống vậy? Cô có tụi người có đó. Còn đây rồi. Là tàu Elisa, tàu năm sao. Oh. Bến Bạch Đằng đó, bên đó là bến Bạch Đằng đó đúng không? Bến Bạch Đằng. Ủa con. Biết chứ. Cái này cầm về hả thầy? Không bỏ. Cái niệm này, cái niệm chị. Cái trên đây đi. Ôi trời. Dạ, có là chim rồi đó ha. Ồ, dữ luôn. Dạ. Trời, vừa xong thì cũng vừa hết mưa luôn. Hay ghê. Rồi.